Bình Nhưỡng đã cho nổ tung tuyến đường liên triều tại miền Bắc, khiến quân đội Hàn Quốc nổ súng cảnh báo. Động thái này diễn ra trong bối cảnh hai nước đang đối đầu gay gắt liên quan đến cáo buộc hoạt động do thám của Seoul. Triều Tiên sửa đổi hiến pháp, lần đầu tiên gọi Hàn Quốc là quốc gia thù địch. Căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên leo thang chóng mặt, những diễn biến mới nhất càng làm dấy lên lo ngại về nguy cơ xung đột vũ trang. Bán đảo Triều Tiên nóng rực, liệu xung đột toàn diện có thể xảy ra? Biên tập viên Nga Vũ xin kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình Bình luận quốc tế. Thưa quý vị, một loạt những động thái cứng rắn ăn miếng trả miếng giữa Triều Tiên và Hàn Quốc gần đây khiến tình hình trên bán đảo Triều Tiên nóng hơn bao giờ hết. Và những động thái này giữa hai bên ẩn chứa những ý đồ gì phía sau? Chúng ta sẽ cùng đi vào bình luận trong chương trình ngày hôm nay. Và trước khi đi vào bình luận thì xin phép được mời quý vị khán giả cùng theo dõi một phóng sự ngắn ngay sau đây của chúng tôi. Ngày 24 tháng 10, rác do khinh khí cầu của Triều Tiên mang theo đã rơi xuống khu phức hợp tổng thống ở trung tâm thủ đô Seoul. Các quan chức Hàn Quốc cho biết, đây là lần thứ hai xảy ra việc này từ khi Triều Tiên bắt đầu thả bóng bay khổng lồ mang rác sang Hàn Quốc vào cuối tháng 5. Cơ quan an ninh tổng thống Hàn Quốc cho biết, rác rơi xuống khu phức hợp tổng thống trong sáng nay nhưng không chứa vật nguy hiểm. Hiện chưa rõ tổng thống Yoon Suk-yeol có trong khu nhà ở vào thời điểm xảy ra vụ việc hay không. Các chuyên gia cho rằng Triều Tiên có thể không có công nghệ tiên tiến để điều khiển bóng bay khổng lồ rơi vào mục tiêu cụ thể. Những quả bóng bay mới nhất của Triều Tiên chứa tờ rơi chỉ trích Tổng thống Yoon và phu nhân Kim Kyon-hee kèm theo rác. Các tờ rơi bay vương vãi ở quận Yongsan của Seoul, nơi có văn phòng Tổng thống. Báo chí Hàn Quốc đưa tin Triều Tiên gần đây bắt đầu sử dụng công nghệ GPS để thả bóng bay chính xác hơn và địa điểm cụ thể. Trước đó, Triều Tiên cáo buộc Hàn Quốc đưa máy bay không người lái xâm phạm không phận và giải truyền đơn ở thủ đô Bình Nhưỡng 3 lần trong tháng này và thề sẽ đáp trả bằng vũ lực nếu điều đó tái diễn. Hàn Quốc không xác nhận có đưa máy bay không người lái sang hay không, nhưng cảnh báo Triều Tiên sẽ phải đối mặt với nguy cơ chấm dứt chế độ nếu sự an toàn của công dân Hàn Quốc bị đe dọa. Thưa quý vị, tham gia chương trình Bình luận quốc tế ngày hôm nay cùng với biên tập viên Nga Vũ, tôi xin được trân trọng giới thiệu vị khách mời chuyên gia quen thuộc. Xin trân trọng giới thiệu chuyên gia Lê Văn Cương. Xin chào quý vị khán giả. Ông là phó giáo sư tiến sĩ triết học, thiếu tướng Công an Nhân dân Việt Nam, nguyên viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược Bộ Công an Việt Nam, một trong những nhà phân tích nghiên cứu chiến lược quan hệ quốc tế. Thiếu tướng Lê Văn Cương. Cảm ơn chuyên gia Lê Văn Cương đã nhận lời mời tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Vâng, thưa chuyên gia Lê Văn Cương, dường như các cuộc xung đột hiện nay, từ xung đột Nga-Ukraine đến xung đột Trung Đông hay là Triều Tiên và Hàn Quốc, thì hiện nay đều có chung một điểm, đó là liên quan đến cuộc bầu cử Mỹ sắp diễn ra vào tháng 11 tới đây, đúng không ạ? Thật ra mà nói thì cái cử tri Hoa Kỳ, người ta từ xưa đến nay, người ta quan tâm vấn đề đối ngoại ở mức độ thấp, rất khiêm tốn. Không có một cái điều tra xã hội học nào tin cậy cả. Nhưng nói chung qua cái bầu cử tổng thống đó, thì cử tri Mỹ nó quan tâm nhất là vấn đề trong nước. Mà trong nước thì kinh tế và đời sống quan trọng nhất. Cái năm 24 này cũng vậy thôi ạ. Cử tri Mỹ xem cái là cái nền kinh tế Mỹ vừa rồi thế nào, hiện nay cái gì. Rồi ai sẽ mang lại một nền kinh tế ổn định, ai sẽ mang lại cái đời sống tốt hơn cho họ. Cái giá tiền nhà, tiền điện, tiền dịch vụ, sinh hoạt nó thấp hay cao. Chứ có thể là 80% người ta quan tâm nhất đến cái vấn đề trong nước. Trong nước chủ yếu là kinh tế và đời sống thôi. Đấy là bình thường của tất cả bầu cử từ trước đến nay. Những cuộc bầu cử năm 2004 này có đặc biệt. Đặc biệt có thể nói là đặc biệt nhất kể từ năm 1945 đến bây giờ. Tôi nói với các bạn, từ năm 1945 bây giờ, lần đầu tiên diễn ra một cuộc chiến tranh tổng lực tại trung tâm của châu Âu. Một bên là Nga, một bên là Ukraine. Thực chất là Nga đối đầu với cả 32 quốc gia NATO từ khi kết thúc chiến tranh bây giờ. Trước bầu cử Hoa Kỳ năm 2004 này, vấn đề quốc tế là rất đặc biệt. Chưa bao giờ có, từ năm 15 có. Tại Trung Đông từ năm 1948 bây giờ, từ khi mà thành lập nhà nước Israel cho thấy
thì đã có nhiều cuộc đụng độ xung đột. Nhưng chính ra cái cuộc chiến tranh Israel-Hamas và chiến tranh Israel và Hezbollah và cả cái đồng minh của Hamas, kể cả với Iran, cái năm 24 này đã đạt đỉnh cao và đẫm máu nhất. Như vậy Trung Đông kể từ năm 48 bây giờ là cái năm 24 năm đặc biệt nhất. Cuộc đối đầu sinh tử có thể nói như vậy tại Trung Đông. Mà cả thế giới đứng nín thở trước nguy cơ là nếu Israel tấn công vào trung tâm hạt nhân của Iran thì toàn bộ Trung Đông thành một cái chảo lửa lớn. Cái việc này chưa bao giờ có kể từ năm 1945 bây giờ. Ban đầu Triều Tiên sau cuộc chiến tranh năm 1950-53, cái năm 2004 này là năm căng thẳng nhất. Đúng với nghề đen của cái thuật ngữ là bên miền hồ chiến tranh, lần đầu tiên từ năm 1953 bây giờ, nhưng mà 71 năm rồi, Triều Tiên đã cho nổ tung cái con đường huyết mạch, đường bộ, đường sắt nối hai miền Bắc Nam. Triều Tiên năm 24 này đã đưa vào hiến pháp, sửa hiến pháp, kết thúc cái quan điểm rằng đấu tranh thống nhất không còn nữa. Tức là Triều Tiên gửi một thông điệp đến cộng đồng quốc tế nói chung, về Hàn Quốc nói riêng, trên bán đảo Triều Tiên từ nay tồn tại vĩnh viễn hai quốc gia, phía Nam Hàn Quốc và Triều Tiên. Chân vấn đề bà nêu ra hoàn toàn đúng. Trong tất cả cuộc bầu cử tổng thống Mỹ từ năm sau chiến tranh thứ hai năm 1945 bây giờ, cuộc bầu cử của Mỹ năm 24 này đặc biệt nhất. Vấn đề quốc tế chưa bao giờ nặng nề như vậy cả. Với như vậy thì cả cuộc chiến tranh Nga-Ukraine, cả cuộc chiến tranh Israel với Hamas, Hezbollah với Iran, cả bản đề bản Triều Tiên tác động lớn đến cuộc bầu cử này. Cái điều này bà nêu ra hoàn toàn đúng. Đây là điểm đặc biệt quan trọng nhất. Chưa bao giờ có một cuộc bầu cử tổng thống Mỹ mà đến thế giới diễn ra đến căng thẳng như vậy. Chiến tranh, xung đột, bên miền hồ chiến tranh, cả thế giới đang nín thở bên bờ vực chiến tổng lực. Đây là cái điểm đặc biệt nhất. Và vì thế bà nêu ra là tác động có quan hệ đến bầu cử tổng thống Mỹ đến như vậy. Ở đây tôi muốn nói thêm với các bạn có một cái tình tiết rất hay. Ngày 6 tháng 8 năm 2004 thì Ukraine tấn công một cái vùng quốc, cái tỉnh quốc của Nga. Tháng 8, tháng 9, 2 tháng vừa rồi, Nga cũng phản công cái bộ phận người Ukraine ở quốc. Nhưng mà có thể nói cầm chừng thôi, lúc thắng, lúc tiến, lúc lùi. Nhưng mà tại sao? Những tuần cuối cùng tháng 10 này đâu, tháng 11 này, lúc bị các bạn từ sau 20 tháng 10 đến bây giờ và sạt nút vào bầu cử tổng thống Mỹ, thì trên toàn cái chiến tuyến hơn ngàn cây số Ukraine, Nga tấn công dồn dập, đẩy lùi quân Ukraine lại. Tại quốc, trong 2 tuần vừa rồi, Nga tổng lực tấn công, đặt toàn bộ quân của Ukraine ở cái quốc này trạng thái nguy hiểm, có thể bên bờ vực sụp đổ và phải rút chạy. Tại sao tháng 8, tháng 9 Nga không làm chuyện này mà những việc này diễn ra ngay sát bầu cử? Có người hỏi tôi rằng đấy là ngẫu nhiên hay là phía sau thì có cái gì? Tôi cho không phải ngẫu nhiên. Tôi trộm nghĩ rằng đấy có một cái tính toán nào đấy từ Điện Kremlin. Không dừng trước sát bầu cử, Nga tập trung tổng lực tấn công trên chiến tuyến ngàn cái số Ukraine và tấn công quốc. Cái việc Triều Tiên bản thân là nóng bỏng 70 năm ấy rồi, nhưng mà tại sao sát nút bầu cử? Ông Kim Jong Un để quyết định là cho mình nổ tung cái đường sắt và đường bộ nối hai miền. Tại sao Triều Tiên lại quyết định sửa hiến pháp, chấm dứt cái cuộc đấu tranh thống nhất và không thừa nhận trên bản đồ Triều Tiên vĩnh viễn tồn tại hai quốc gia? Cái việc này thật ra là không diễn ra tháng 6, tháng 7 mà diễn ra sát cuối tháng 10 này. Hai cái sự kiện cuộc chiến Ukraine dồn dập, Nga tấn công vào tháng 10, đầu tháng 11 này,
cái sự kiện ban đầu trên bên ngoài chiến tranh ấy, tôi cho phía sau đấy có vấn đề chứ không phải là ngẫu nhiên. Chung quanh bàn vẫn mà tôi muốn lấy này không ngẫu nhiên thì nào cả. Còn sau này lịch sử rồi giờ học Phật phải phản xét về đưa ra ánh sáng nó nằm ở đâu. Không ngẫu nhiên mà Triều Tiên phản đối một cách có thể nói chưa từng có sau 70 năm. Phải chăng có cái mối liên hệ dưới góc nhìn chính trị an ninh quốc tế, chứ hai hiện tượng này không ngẫu nhiên thì nào cả, có thể nói các bạn cho bạn. Vâng, thưa chuyên gia Lê Văn Cương, nếu như mà trong trường hợp mà Triều Tiên quyết định phát động một cuộc xâm lược toàn diện vào Hàn Quốc thì họ cần phải tính đến khả năng can thiệp của những quốc gia nào ạ? Nếu như Triều Tiên mà toán tính một cuộc tấn công tổng lực của Hàn Quốc đó, thì ngoài cái lực lượng vũ trang của Hàn Quốc thì chắc chắn là của Hoa Kỳ rồi ạ. Tại Hàn Quốc hiện nay nó còn hơn 28.000 lính Hoa Kỳ đồn trú ở đấy ạ. Mà khi mà chiến tranh tổng lực xảy ra bản đầu tiên thì tôi tin Nhật Bản cũng phải đứng ngoài cuộc được. Như vậy là vô hình dung, nếu như Triều Tiên phản ứng chiến tranh với Hàn Quốc thì một mình Triều Tiên phải đối phó với cái bộ ba Hàn, Mỹ, Nhật. Đấy, tôi chưa nói xa hơn một tí là Australia còn tham gia vào đây ở mức độ nào đấy. Trên cái bức tranh mà bạn nêu ra là vấn đề đặt ra là giả sử như Triều Tiên phản ứng chiến tranh với Hàn Quốc thì chắc chắn Triều Tiên phải đối mặt với lực lượng vũ trang của Hàn Quốc, của Hoa Kỳ, một phần của Nhật Bản, thậm chí là một số quốc gia khác nữa, đồng minh của Mỹ khu vực này nữa. Chắc chắn Triều Tiên. Mà vì thế tôi nghĩ rằng nhà lãnh đạo tối cao Triều Tiên cũng đã tiên lường được việc này. Ông ta đủ thông minh để hiểu rằng nếu khi phát động chiến tranh đối với Hàn Quốc thì chắc chắn ông phải đụng đầu với cả lực lượng vũ trang của Mỹ, đụng đầu với một phần lực lượng vũ trang của Nhật Bản. Chắc chắn không bao giờ ông ta là bỏ rơi đặt cái Mỹ và Nhật Bản ra ngoài được cả. Và vì thế vấn đề bạn nêu ra là nếu như phản động chiến tranh Hàn Quốc thì Triều Tiên phải đối đầu với ai? Thì bộ ba Mỹ, Nhật, Hàn. Và chính vì thế tôi nói với các bạn rằng cho dù căng thẳng đến đâu đi chăng nữa, cái trạng thái bạn đầu tiên thế là bên mình một chiến tranh, những khả năng xảy ra chiến tranh lớn tôi cho ở mức thấp. Mức thấp là vì Triều Tiên nói như vậy thôi ạ. Khi mà tiên lường được, khi mà tính toán được rằng họ sẽ đụng với cả Mỹ, cả Nhật Bản, Hàn Quốc thì họ cũng chưa sẵn sàng nhảy vào cuộc chiến này đâu. Vấn đề ở đây, dư luận thế giới cho rằng là nếu Triều Tiên phản động chiến tranh tổng lực với Hàn Quốc thì vai trò của Trung Quốc ở đâu? Vai trò của Nga ở đâu? Tôi cho rằng Trung Quốc sẽ không nhảy vào cuộc, sẽ không có cuộc viện kháng Mỹ viện trợ lần thứ hai. Cuộc kháng Mỹ viện trợ lần thứ nhất chỉ là 50-53. Nếu sắp tới đây Triều Tiên phản động chiến tranh thì chắc chắn tôi tin rằng không có cuộc kháng Mỹ viện trợ lần thứ hai nữa. Là vì sao? Đơn giản thôi ạ. Nếu xảy ra chiến tranh tổng lực giữa Triều Tiên với Hàn Quốc với Mỹ thì chắc chắn Trung Quốc sẽ hỗ trợ Triều Tiên dưới hình thức các biện pháp được cung cấp vũ khí, tài chính, lương thực, thực phẩm và kể cả dược phẩm nữa. Đấy chưa nói là giúp là điều trị cho thương bệnh binh của Triều Tiên vân vân nữa. Nhưng mà tôi tin Trung Quốc sẽ không đưa quân đội sang đánh Mỹ, đánh Hàn Quốc, đánh Triều Tiên. Không có. Vấn đề là lợi ích quốc gia. Người ta hành động trước hết vì lợi ích quốc gia của mình. Trung Quốc không bao giờ đưa quân sang Triều Tiên đánh Hàn Quốc và đánh Mỹ. Không có. Cái mức độ hỗ trợ hậu thuẫn giúp đỡ của Trung Quốc đối với Triều Tiên chỉ đến như vậy thôi. Cho dù Nga, phương Tây vừa nghĩ rằng là Nga sẵn sàng
hỗ trợ Triều Tiên, nhưng mà ở mức độ nhất định á, chỉ cung cấp vũ khí. Có chăng thì tham mưu thôi ạ, à, chỉ quan tham mưu. Có chăng thì lương thực, thực phẩm, năng lượng. Cái là cái mà Nga sẵn sàng cung cấp. Chứ còn Nga cũng thể đưa quân lính vào Triều Tiên để đánh Hàn Quốc và Mỹ được. Tóm lại, mà nên bạn nêu ra là giả sử như Triều Tiên phản động chiến tranh với Hàn Quốc, thì tôi tin nhà lãnh đạo tối cao Triều Tiên cũng hình dung được Triều Tiên phải đối mặt, đối đầu trực diện trên chiến trường với Hàn Quốc, với Mỹ và phần Nhật Bản, sẽ cũng có sự tham gia trực tiếp trực chiến của Trung Quốc, sẽ cũng có sự tham gia trực tiếp của Nga. Vì như vậy, tôi tin rằng nhà lãnh đạo Triều Tiên đủ thông minh để biết điều này. Và nếu như vậy thì chắc chắn, cho dù căng thẳng bao nhiêu, Triều Tiên cũng chưa vội vàng, chưa sẵn sàng, và thậm chí là chưa muốn khởi sự một cuộc chiến tranh tổng lực với Hàn Quốc. Vậy thì Triều Tiên đang lo sợ điều gì, hay nói chính xác hơn là đang tính toán điều gì khi phát động những xung đột hiện tại, khi mà cuộc bầu cử Mỹ sắp diễn ra? Thật ra mình nói thế này, khi trong cái tháng 10 hiện nay, Triều Tiên là có rất nhiều cái hoạt động mà theo quan điểm của Mỹ và Hàn Quốc là khiêu khích. Chúng ta biết rồi, hàng loạt vấn đề mà cái đỉnh cao nhất, tức là ông ta cho nổ mìn phá cái đường giao thông nối liền Nam Bắc. Cái chuyện này chuyện có thể là từ năm 53 và 71 năm thì chưa có. Tôi tin rằng cái việc này cũng không ngẫu nhiên. Cái việc này diễn ra ngay trước bầu cử Mỹ. Phải chăng ta thử giải mã vấn đề này? 4 năm dưới cầm quyền của cựu tổng thống Donald Trump, là tổng thống Hoa Kỳ duy nhất đã 3 lần trực tiếp gặp và bắt tay với nhà lãnh đạo Kim Jong Un trực tiếp. 3 lần đấy nè. Tổng thống duy nhất của Hoa Kỳ có thể này có cách tiếp cận Triều Tiên hoàn toàn khác những người khác. Quan điểm cựu tổng thống Donald Trump thế này, không bắt tay vì ông Kim Jong Un bắt tay Hàn Quốc thông qua đối thoại, thông qua trao đổi, mỗi bên nhân nhượng nhau một ít, rồi tiến tới giải giáp được cái vụ kiện nhân mà tên là lần nào. Đây là quan điểm của tổng thống cựu tổng thống Trump. Và cái điều này tôi cho là phù hợp với Triều Tiên. Triều Tiên muốn làm như vậy. Chứ còn 4 năm dưới cầm quyền của Tổng thống Joe Biden thì hoàn toàn khác. Joe Biden chọn một cách tiếp cận với Triều Tiên ngược lại với cựu Donald Trump. Joe Biden không chịu, không bao giờ gặp Kim Jong Un cả. Joe Biden củng cố chặt chẽ mối quan hệ Mỹ Hàn Quốc Nhật Bản, thậm chí nó còn mối chặt chẽ Mỹ với Philippines, với Hàn Quốc, với Nhật Bản, với cả Australia nữa, với New Zealand nữa cả. Có vẻ như dưới thời của Tổng thống Joe Biden này, cái vòng vây đối với Triều Tiên khép chặt lại. Trước mặt Triều Tiên là bức tường vượt qua. Cách tiếp cận Triều Tiên của Tổng thống Joe Biden hoàn toàn khác của Donald Trump. Chính vì thế, 4 năm cầm quyền của Tổng thống Joe Biden và Triều Tiên căng thẳng. Có nguyên nhân từ xuất phát từ cái tiếp cận của chính quyền Joe Biden đối với Triều Tiên. Và vì thế trước cái bầu cử 1-2 tuần, Triều Tiên đưa ra những hoạt động như vậy, thì phải chăng cũng muốn gửi một cái thông điệp nên cử tri Mỹ nói rằng là các bạn phải ủng hộ ông Donald Trump, vì ông Donald Trump mà trở thành tổng thống, ông chủ Nhà Trắng, thì chắc chắn bạn đảo Triều Tiên sẽ ổn định, yên ổn hơn. Vấn đề bạn nêu ra tôi có thể lý giải như vậy. Trên cái chuyện và những hoạt động của Triều Tiên vừa rồi cũng không phải ngẫu nhiên tí nào đâu. Phía sau này có một tất yếu về chính trị và an ninh. Chỉ có điều họ không nói ra thôi. Có thể nói như vậy.
Vâng, thưa chuyên gia, dự luật hiệp ước đối tác chiến lược toàn diện giữa Nga và Triều Tiên thì được Tổng thống Putin đệ trình chứa điều gì khiến Mỹ và các nước phương Tây cực kỳ e ngại? Trong cái hiệp định mà giữa Liên bang Nga và Triều Tiên á, cái lần mà tháng 6 vừa rồi mà Tổng thống Putin sang Triều Tiên á, rồi bây giờ hình thành hiệp định này, dưới góc nhìn của Hoa Kỳ và phương Tây đó, đồng minh của Mỹ đó, Hàn Quốc đó, thì cái mối quan hệ này dù mang cái tên, cái vỏ của ngôn ngữ thế nào chăng nữa, thì dưới góc nhìn của Hoa Kỳ và đồng minh của Mỹ như Hàn Quốc, Nhật Bản đó, đấy là một liên minh quân sự. Theo cách nhìn của Hoa Kỳ và đồng minh của Hoa Kỳ đó, thì đấy là liên minh quân sự. Còn cái vỏ ngôn ngữ có thể nó cũng phải đối tác chiến lược toàn diện. Thậm chí là trong đấy có một vấn đề nữa là hai bên hỗ trợ nhau trong những trường hợp mà an ninh bị xâm phạm. Thì thật ra mà nói thì về bản chất nó là mang tính một liên minh quân sự. Bản chất của vấn đề là như vậy. Nhưng mà họ được bao bọc bởi một cái vỏ ngôn ngữ nó tương đối phổ biến hơn, đối tác chiến lược toàn diện thôi ạ. Nhưng mà trong đấy có cái tình tiết này, chính Hoa Kỳ, Hàn Quốc, Nhật Bản và các đồng minh của Mỹ lo ngại nhất đấy là một hình thức liên minh quân sự trực tiếp giữa Liên bang Nga với Triều Tiên. Và cùng dưới góc nhìn của Washington và Bruxelles và Nhật Bản, Tokyo đó, thì bắt đầu hình thành một cái bộ ba Nga, Trung Quốc, Triều Tiên. Dư luận Mỹ đặt vấn đề này một năm rồi. Sau kỳ trại David ngày 18 tháng 8 năm 23 năm ngoái tại trại David Hoa Kỳ, Tổng thống Joe Biden cùng với Thủ tướng Nhật Bản Kishida và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in tại trại David Hoa Kỳ ký một cái tuyên bố chung. Vì tuyên bố chung người là tuyên bố lịch sử tạo ra bước ngoặt của an ninh Đông Á lần đầu tiên kể từ năm 1953 bây giờ. Cái mối quan hệ bộ ba Mỹ Nhật Hàn là chặt chẽ đến như vậy. Và cái điều này chắc chắn Trung Quốc hiểu chưa ạ? Triều Tiên hiểu, nhưng Nga hiểu. Và vì thế dư luận phương Tây một năm nay nói rằng là hình thành một cái trục mới, một trục bên trái này phía tây này là Trung Quốc, Nga, Triều Tiên, bên phải này là Mỹ, Nhật, Hàn. Và có một số học giả nói rằng là từ cái trục này, bộ ba này rồi chẻ đôi thế giới đó, hình thành mấy nha một cái chiến tranh lạnh phiên bản 2.0 mới. Nhưng rõ ràng những vấn đề của Triều Tiên nó liên quan đến cấu trúc an ninh chính trị của khu vực này nói riêng, và cái bàn cờ nó chỉ điều thị cho chúng. Cuộc chiến Nga Ukraine tác động đến bản đồ Triều Tiên, ngược lại bản đồ Triều Tiên tác động Nga Ukraine, làm thế giới nó phân mạnh, chia rẽ nhiều hơn. Trên những hoạt động Triều Tiên trong tháng 10 vừa rồi có thể nói là nó gắn liền với cái những chuyển động trên thế giới, không chỉ khu vực châu Á Thái Bình mà cả châu Đại Tây Dương nữa. Hóa ra những vấn đề toàn cầu có liên hệ chặt chẽ với nhau, nó không còn rời rạc nữa, đúng không? Khi bàn đến Triều Tiên mà Triều Tiên thì chúng ta không được cố lập nó với cuộc chiến tranh Nga Ukraine. Ngược lại, khi bàn cuộc chiến tranh Nga Ukraine, chúng ta nên cố lập những vấn đề nóng bỏng của châu Á Thái Bình Dương, nó quan hệ với nhau cả. Vì lấy quay cuối cùng thì vẫn là tất cả điểm nóng thế giới đều liên quan đến Hoa Kỳ, liên quan đến Nga và Trung Quốc. Ba cường quốc hàng đầu thế giới, cái mối quan hệ của họ sẽ tạo nên bức tranh chính trị an ninh toàn cầu. Vâng, xin được cảm ơn chuyên gia Lê Văn Cương. Thưa chuyên gia, thưa quý vị, một loạt những động thái cứng rắn ăn miếng trả miếng gần đây giữa Triều Tiên và Hàn Quốc đã khiến cho tình hình trên bán đảo Triều Tiên nóng hơn bao giờ hết. Và để tiếp tục chương trình, xin mời quý vị cùng theo dõi một phóng sự ngắn ngay sau đây của chúng tôi. Quan
Quan hệ liên Triều đang rớt xuống mức thấp nhất trong nhiều năm qua và chưa có dấu hiệu dừng lại. Nguy cơ bùng phát xung đột toàn diện ngày càng trở nên hiện hữu. Mối quan hệ giữa Triều Tiên và Hàn Quốc đặc biệt xấu đi nhanh chóng sau khi Triều Tiên sửa đổi hiến pháp, lần đầu tiên gọi Hàn Quốc là quốc gia thù địch. Cùng với đó, thì việc nước này cho nổ tung các tuyến đường bộ và đường sắt kết nối với Hàn Quốc vốn từng được coi là biểu tượng chính của sự hòa giải liên Triều. Cuộc chạy đua vũ trang bao gồm cả tên lửa và hạt nhân đang khiến cho an ninh trên bán đảo Triều Tiên trở nên rất khó đoán định. Trong thời gian qua, Triều Tiên liên tục thực hiện các vụ thử vũ khí tên lửa, còn Hàn Quốc thì tăng cường tiềm lực quân sự, củng cố liên minh với Mỹ thông qua thực hiện biện pháp răn đe mở rộng. Nguy cơ xung đột tiếp tục bị đẩy lên đỉnh điểm khi Triều Tiên cảnh báo về một cuộc tấn công bằng pháo binh quy mô lớn nhằm trả đũa việc thiết bị bay không người lái của Hàn Quốc đã xâm nhập vào Bình Nhưỡng. Ông Jang Mujin, hiệu trưởng Đại học Nghiên cứu Triều Tiên ở Seoul cho biết trong quan điểm của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, Triều Tiên đã đưa ra cảnh báo và nhiều lần ám chỉ nhiều hành động tiếp theo liên quan đến vụ việc thiết bị bay không người lái gần đây ở Bình Nhưỡng. Và có lẽ, ông ấy không thể trì hoãn hành động này vô thời hạn. Về phía Hàn Quốc, thị trưởng Seoul, Oh Seoul đã lên án những mối đe dọa không thể chấp nhận đối với khu vực thuộc sự quản lý của ông. Ám chỉ bình luận gần đây của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, ông Oh Seoul cho rằng sẽ là bất cân xứng nếu Triều Tiên thực hiện hành động khiêu khích vì nước này sở hữu vũ khí hạt nhân. Trong khi Hàn Quốc thì không, đó là lý do tại sao Hàn Quốc phải khẩn trương tăng cường năng lực răn đe hạt nhân. Thị trưởng Seoul lên tiếng ủng hộ Hàn Quốc sở hữu kho vũ khí hạt nhân, song Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol lưu ý rằng nước này không tìm cách tạo ra vũ khí hạt nhân của riêng mình, đồng thời nhắc lại lời cam kết tăng gấp đôi nỗ lực hoàn thiện chiến lược răn đe hạt nhân với Mỹ, quốc gia cung cấp cho Seoul chiếc ô hạt nhân kể từ năm 1950. Chứng kiến những diễn biến căng thẳng gần đây trên bán đảo Triều Tiên, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc mới đây thông báo về việc thành lập nhóm làm việc đa quốc gia gồm 11 nước chịu trách nhiệm giám sát lệnh trừng phạt Triều Tiên. Tuy nhiên, KCNA hôm qua đưa tin, Ngoại trưởng Triều Tiên Cho Sun-hui ngay lập tức đã chỉ trích mạnh mẽ việc thành lập nhóm giám sát này là hoàn toàn trái pháp luật và không chính đáng. Nhà ngoại giao hàng đầu của Triều Tiên còn lớn tiếng cảnh báo, các thế lực tham gia vào chiến dịch bôi nhọ Triều Tiên sẽ phải trả giá đắt. Trên thực tế, căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên sẽ diễn ra trong thời gian dài. Nhiều chuyên gia tin rằng bất chấp việc Triều Tiên theo đuổi chiến lược bên miệng hố chiến tranh, song không nhiều khả năng nước này sẽ tiến hành các cuộc tấn công quy mô lớn vào Hàn Quốc, vì điều này sẽ dẫn đến sự trả đũa mạnh mẽ từ lực lượng liên minh Mỹ-Hàn Quốc. Nhìn từ tình hình hiện tại, giới quan sát dự đoán trong tương lai gần hai bên sẽ không thể tránh khỏi việc tiếp tục có động thái gây căng thẳng nhằm đáp trả lẫn nhau. Song hành động ăn miếng trả miếng có lẽ càng cho thấy rõ hơn rằng Hàn Quốc và Triều Tiên dường như đang bị mắc kẹt trong một trò đấu trí khi mà cả hai bên đều không muốn nhượng bộ trước. Vâng, thưa chuyên gia, qua phóng sự vừa rồi chúng ta có thể thấy rằng thị trưởng Seoul lên tiếng ủng hộ Hàn Quốc sở hữu kho vũ khí hạt nhân. Vậy thì chuyên gia đánh giá như thế nào về quan điểm này của vị quan chức Hàn Quốc ạ? Thật ra thì cũng là 3-4 năm đi rồi. Trong dư luận Hàn Quốc thì cũng là dậy lên một cái đưa cái thông tin rằng là tình hình hiện nay thì có lẽ để bảo vệ cái an ninh của Hàn Quốc đó, thì muốn nó không muốn Hàn Quốc phải có bom nguyên tử thôi. Về mặt khả năng công nghệ kỹ thuật và kinh tế này thì Hàn Quốc có khả năng làm được bom nguyên tử. Hiện nay họ đủ trình độ làm, mà đủ tiền làm, họ cũng giàu. Nhưng vấn đề họ có tự trang bị bom nguyên tử không là chuyện khác. Cái điều này chắc chắn là cả cộng đồng có thể phản đối. Và tôi tin rằng đồng minh quan trọng nhất của Hàn Quốc cũng phản đối, Mỹ cũng phản đối. Mỹ kiên quyết phản đối Hàn Quốc tự trang bị vũ khí hạt nhân. Chứ đừng nói Trung Quốc, đừng nói Nga nữa. Cho nên là cái việc mà Hàn Quốc muốn tự trang bị vũ khí hạt nhân để đối đầu với Triều Tiên á, những cái chuyện đã có thật. Thật ra tôi tin rằng trong cái nội cả của Seoul, họ đã bàn nhiều lần rồi. Nhưng họ đã cảm thấy cái cản trở ngay cái đồng minh họ. Mỹ kiên quyết bảo vệ an ninh Hàn Quốc, nhưng Mỹ không đồng tình Hàn Quốc tự trang bị vũ khí hạt nhân. Mỹ đồng ý bảo vệ an ninh của Nhật Bản trước căng thẳng ở Đông Á, nhưng Mỹ hoàn toàn không đồng ý Nhật Bản tự trang bị vũ khí hạt nhân. Và trong bối cảnh như vậy, thì buộc lòng Seoul và Tokyo phải yêu cầu Mỹ phải dùng ổ hạt nhân của Mỹ để bảo vệ Hàn Quốc và Nhật Bản. Như vậy là vấn đề xuất hiện mới đấy. Mới cái năm 24 này, nếu như năm 23 người ta bàn máy nha thì năm 24 này bắt đầu xuất hiện cái khả năng Mỹ sẽ dùng bom nguyên tử
cái vũ khí nguyên tử, làm áp lực để bảo vệ an ninh Nhật Bản và Hàn Quốc. Cái điều này họ đã bàn với nhau rồi và chắc chắn sẽ tiến tới này. Chứ còn Mỹ hoàn toàn không đồng ý Nhật Bản tự trang bị vũ khí hạt nhân. Mỹ hoàn toàn phản đối cái chuyện Hàn Quốc sở hữu vũ khí hạt nhân. Vũ khí hạt nhân chỉ trong tay Mỹ thôi, nhưng mà có khả năng đạt trở Nhật Bản. Khi cần thiết cũng không loại trừ đạt đến Hàn Quốc, nhưng tôi cho đạt đến Nhật Bản là đủ rồi. Với các phương tiện truyền tải hiện đại như máy bay B-1B, máy bay ném bom chiến lược B-1B, máy bay B-2, rồi cả cái tên lửa liên lục địa, thì rõ ràng cái vũ khí hạt nhân đặt Nhật Bản là đủ sức bảo vệ, bao quát được toàn bộ cái lãnh thổ của Nhật Bản và Hàn Quốc. Thì vấn đề bạn nếu ra tôi còn nói như vậy. Vâng thưa chuyên gia, vậy thì theo chuyên gia, liệu căng thẳng giữa Triều Tiên và Hàn Quốc có được làm dịu bằng ngoại giao như trước đây, hay là nó sẽ tiến đến một cuộc chiến toàn diện ? Triều Tiên hiện nay, bản đầu tiên thấy là đến giờ phút này thì đến cái trạng thái là không còn đường quay lại nữa. Khi Triều Tiên được quyết định sửa hiến pháp để xác định được đấy, bản đồ Triều Tiên có hai quốc gia độc lập, tức là chấm dứt cuộc đấu tranh thống nhất nước, họ tiến hành từ năm 1953 đến bây giờ. Vì khách quan họ nói rằng là bản Triều Tiên nói về thế giới là bản Triều Tiên là hai quốc gia độc lập, và xác định Hàn Quốc là quốc gia thù địch, nghĩa là con đường đối thoại giữa Triều Tiên và Hàn Quốc gần như bị cắt đứt hoàn toàn. Cắt đứt hoàn toàn, không còn có đường trở lại với nhau nữa. Đây là một. Tất nhiên đấy cũng chỉ là mang tính tình huống thôi, chứ cái chuyện mà Nam Bắc không nói chuyện với nhau tôi cho là không kéo dài. Và cuối cùng vì lợi ích của cả Hàn Quốc và Triều Tiên, họ phải bắt tay với nhau. Còn mức độ bắt tay như thế nào thì còn phải xem. Những cái thế này lại quay lưng, quay nhau là kẻ thù. Cái việc này mang tôi cho mang tính tình huống trong một giai đoạn lịch sử nhất định, chứ nó không phải vĩnh viễn, không có đâu. Cuối cùng vì lợi ích của Hàn Quốc thì họ phải quay lại với nhau. Đây là việc thứ nhất. Cái việc thứ hai mà bạn nêu ra là khả năng chiến tranh Nam Bắc Triều Tiên thì tôi cho rất thấp. Ít ra trong tương lai thấy được. Thì tôi có nhiều liều nhìn xa đến 2049 thì rất ít có khả năng xảy ra chiến tranh Nam Bắc Triều Tiên. Bởi vì chiến tranh Nam Bắc Triều Tiên không phải do Hợp Bình Nhưỡng và Seoul quyết định. Quyền quyết định còn nằm ở phòng bầu dục Nhà Trắng, còn nằm ở Bắc Kinh, nằm ở Điện Kremlin. Cho nên không phải là Seoul Bình Nhưỡng muốn làm gì thì làm đâu ạ. Cho nên tôi nói với các bạn rằng là trong tương lai thấy được bây giờ 2030-35, ta nói cái đoàn này chắc chắn nó có chiến tranh Triều Tiên đâu, chưa có đâu. Cái trạng thái này Mỹ với Trung Quốc với Nga đứa con vừa hợp tác cạnh tranh với nhau mà, chưa có được, có thể nói như vậy. Vâng, xin được cảm ơn chuyên gia Lê Văn Cương. Thưa chuyên gia Lê Văn Cương, thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh quan hệ giữa hai miền càng trở nên căng thẳng, thì những hoạt động quân sự và những cuộc tập trận chung của các bên liên quan đang thu hút sự chú ý đặc biệt từ cộng đồng quốc tế. Liệu rằng những nỗ lực ngoại giao có đủ sức kiềm chế căng thẳng và ngăn chặn nguy cơ xung đột? Chương trình bình luận quốc tế của chúng tôi ngày hôm nay xin được tạm dừng tại đây. Và trước khi kết thúc chương trình thì biên tập viên Nga Vũ xin kính mời quý vị và các bạn hãy cùng nhìn lại những đánh giá nổi bật của chuyên gia Lê Văn Cương trong chương trình ngày hôm nay. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Nếu như Triều Tiên phản ứng chiến tranh với Hàn Quốc thì một mình Triều Tiên phải đối phó với cái bùa ba Hàn, Mỹ, Nhật. Trục bên trái này, phía tây này là Trung Quốc, Nga, Triều Tiên. Bên phải này là Mỹ, Nhật, Hàn. Và có một số học giả nói rằng là từ cái trục này, bộ ba này nó chạy đối thế giới đó, hình thành mấy nha một cái chiến tranh lạnh phiên bản 2.0. Nhưng vấn đề của Triều Tiên nó liên quan đến cái cấu trúc an ninh chính trị của khu vực này nói riêng và cái bàn cờ này thì địa vị ở chung. Mỹ kiên quyết bảo vệ an ninh Hàn Quốc, nhưng Mỹ không đồng tình Hàn Quốc
từ trang bị vũ khí hạt nhân